Công nhân mưa cũng thi công. Đuôi cầu vớt vót lên màu đỏ ấy. Đường cắt bi ra đây mọi người này. Mọi hôm mình đi được ở đây, hôm nay thì cày hết cả lên rồi. Khả năng không đi được. Công trên kia có một đoạn trồng được hoa giấy rất là yêu thương, còn lại thì chưa thấy trồng gì cả. À, chỗ này mới lắp cái này. Đúng này, hướng đường Ngô Gia Tự đi vào mọi người. Mình thì mình vừa đứng ở đường cắt đi giờ ra đường Ngô Gia Tự. Đường này rất bẩn đấy mọi người, mưa gió bẩn. Và kỹ sư là công nhân người ta vẫn thi công, vẫn mặc áo mưa, còn đất cát lộn nhộn. Đây mấy kỹ sư đây. Hoa giấy vẫn phát triển rực rỡ, chưa bị héo. Rất là nhiều người dân đứng xem đây mọi người này. Đấy. Phóng xuyến hiện hình rồi này. Phóng xuyến rộng lắm mọi người ạ. Biết sau này giao thông đi qua đây như thế nào ta, có đèn đỏ không ta? Chắc là không. Ở dưới gầm cầu đèn đỏ gì nữa. Hôm trước mình thấy mấy cái cột này treo hoa mà khả năng là không đồng bộ được, cái không làm được nên là không kịp nên là rõ rồi mọi người. Đây là cái cột này này. Đấy, hai cái cột này mình thấy có treo hoa ấy. Nhưng mà rỡ rồi. Đây là hướng ra Bạch Thay. Mình nó nhanh rồi đấy mọi người. Lâu khoảng có tuần không ra đây thôi. Cái đoạn đường Lạch Chay mở rộng rồi mọi người nhìn này. Đấy. Đường đã mở hết rồi. Trải nhựa đen xì. Hay hướng cầu á. Vỉa hè thì chưa làm xong thôi, cái nhà cạnh đã chuẩn bị xây rồi. Ngày thật, hôm nay là 17 rồi, còn 8 ngày nữa mọi người, 8 ngày nữa cho những cái cố gắng của công nhân, kỹ sư, chủ thầu. Nào mà đường Lạch Chay cũng rộng như chỗ này thì đi tuyệt vời. Đây thẳng cái cầu mọi người này. Đường Lạch Chay á. Bên kia thì các nhà phá rỡ đã xong rồi, những cái phần mà đã vào phần đường nó đã bị bạt đi rồi. Còn lại người ta đang chỉnh sửa lại.
đường mé bên này cầu để ra chỗ Thiên Lôi rồi còn xuyến với gầm cầu vẫn còn lầy lội đá chưa phẳng. Hoa mọi người nhìn kỹ này, màu tím này, màu cam cũng có này nhưng mà hơi thưa thật. Có mọi người thấy không, vào đây lầy lội chưa? Đèn phía trên này mọi người lắp rồi đấy. Hôm trước mình quay còn chưa lắp đèn, chưa lắp cột này. Đây, lắp rồi. Má ơi bẩn thế. Đây vòng xuyến, nhìn từ hướng đi vào, từ Lạch Tray đi vào. Đấy. To thật. Hướng này hướng ra Thiên Lôi. Ôi, đến gần đây mới thấy là hai cái cột này được mắt kiểu thép vào xong có cái móc để treo cây rồi mọi người. Nghĩa là tất cả cột được làm như thế này trước Tết không? Mình tưởng họ gỡ ra thôi chứ không phải. Nhanh qua đây không? Trẻ đang lắp cột đèn. Đây là một đường